Hello, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với channel của anh em mình nhá. Thì hôm nay là chủ nhật, thì Hảo mới đến, hôm nay là tuần thứ hai, thì rất là đen là đến tăng ca rất là nhiều, nên là không có thời gian cho Hảo đi chơi đây đó và thưởng thức những món đặc sản ở khu anh em đang sống đây. Thì hôm nay là anh em mình chuẩn bị ít hotate với sò điệp của Việt Nam ấy, thì, cho Hảo thưởng thức review, thưởng thức các món. Đây là sò điệp nướng bơ hành. Còn đây mọi người nhìn chưa? Đấy. Còn đây là tama sò điệp chiên qua dầu. Thì cái này là cái phần giữa của con sò điệp nhé. Nhật gọi tama, còn Việt Nam chắc là mình không biết tên gọi là gì đâu. Đấy. Còn đây là thịt con sò điệp, cái tama đấy, sống ăn như vậy mùi tạp nhé. Thảo ăn này bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ nào, hôm nay thử nước nhá. Ngon lắm, ngon đấy. Ngon đấy. Thế bây giờ thì có đang ở đây nhá. Bia. Hôm nay nóng lắm. Thì mở bia trước. Hôm nay uống cho mát. Cho mát, thèm khát gì đâu. Phải làm hớp bia khai vị chứ nào. Mời tất cả mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Bây giờ Hảo thưởng thức cái gì chưa? Ăn đi, sống này, nướng này, ăn chiên này. Ăn chiên trước hả? Ăn sống trước. Thử nha. Chiên qua thôi, bên trong vẫn sống. Nào, mềm không? Cảm nhận luôn. Ngon á? Hương vị nhận rồi sao? Nó hơi dài dài. Nói chung là cũng được. Ngọt không? Ngọt không? Ngọt. Đây là con này để mà có cái tama to như này nha mọi người. Để mà có cái tama to như này nhá. Thì đây, cái vỏ của nó khổng lồ này mà. Rơi. Đấy, đây cái vỏ của nó mọi người, mình dùng cái vỏ nó làm đĩa luôn này. Nó to phải hơn mặt mình. Rồi, bây giờ đến lượt Quang. Quang thưởng thức cái món nào? Quang sống. Ăn sống à? Đó. Tỏ ăn kê sẵn mặt trời. Sẵn nè, trời tỏ quá. Từ cái xìa sẵn. Để nó sẵn cho. Sẵn đi. Tỏ quá. Thêm thêm bột đạt chứ. Bột đạt quá. Không cần phải rơi đũa đâu. Giật dưới. Đó. Dài thế. Mình cắt đất luôn đâu. Ăn khó khăn thế. Đấy, ăn này đi. Ê, tôi chơi lấy mùi tạp cho. Phù. Này cho bằng biết rồi. Yeah. Nào, thử thức nào, thử thức nào. Ăn con này chết này. Sợt. Mùi tạp. Hey. Nhiều quá. Cho cục dài sộc sộc ăn mũi nhưng mà ăn ngọt lắm, dai như đây là chán phê lắm, ăn ngọt đậm thôi phê không, uống nước bia vào mát mà phê sâu mũi rồi giật tóc cái rồi. Đây tôi nhớ cho tôi nhá. Tôi ăn sò điệp nướng đi. Anh em thưởng thức hết hai loại kia rồi ăn sò điệp nướng. Mời tất cả mọi người nhá, sò điệp nướng bơ hành. Cho bơ này, hành này, đây là lạc. Mùi mọi người, lạc nữa, thơm cực kỳ luôn. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon. Con đặc biệt là rất cực kỳ là ngọt. Cái nướng ra rất là nhiều nước. Nhưng này ngọt kinh khủng. Không ăn sò điệp là phải ăn luôn này. Đây
Ngon đã luôn. Nhai thật là kiến lũ để cho cái thằng quay phim nó chảy hết nước rãi. Anh quay phim chuẩn bị chạy nước rãi rồi. Run tay nơi mà. Cái chuyện đó. Ôi. Giới thiệu đi chứ. Nên đây giới thiệu hết ở Quang thì quê Thanh Hóa rồi. À, chào mọi người nha. À, mình tên là Hảo, mình đến từ Việt Nam. Quê của mình ở thì ở Trà Vinh. Mình sang đây cũng được hơn một tháng mấy rồi. Mình năm nay thì 21 tuổi. Thì qua đây cũng ở chung với anh em, ngồi chung làm video clip rồi. Vui gì thôi chứ không có gì hết. Nói làm video này chỉ là anh em mình làm video không mong là có được cái gì đó nổi tiếng, chỉ là giữ lại những cái kỷ niệm của anh em mình ở trên YouTube. Sau này về Việt Nam, hết 3 năm bên Nhật về Việt Nam hay là đi đâu đó thì có thể mở ra xem lại những cái kỷ niệm ngày xưa của anh em mình. Được không? Sao? Với lại những lúc xa nhà thì sau này có những cái kỷ niệm nó đẹp. Sau này có cháu về khoe ngày trước ông ăn tên hệ sơn hào hãy bị ai ông ta các mập nữa nhỉ. Thế bây giờ là Hảo ăn đi, chưa bao giờ ăn kiểu đồ sống, ăn đồ sống đi. Sống đi, đồ sống. Lên tắt đi tắt đi. Tiếng Hảo cho tắt chi tắt là chết. Ngửa tôi nhanh. Đây anh tiếp thêm một chú tiếp này thêm. Thôi tiếp nhẹ nhẹ. như thế anh này nó có cảm giác hiểu không? Là sốc cái mũi. Đây là sò đẹp Bồ Tát, đây là soju của Nhật, xì dầu. Đúng rồi, ngon đấy các bạn. À, đi Nhật mà không biết ăn sashimi với ăn đồ sống là không phải đi Nhật thật đấy. Phải bọn anh ngày trước sang đấy cũng có được ăn rồi, giờ ăn thành quen nghiện luôn. Mày thở chứ nó. Anh mày thở thêm sợ. Có sợ không? Không. Nằm lên tới lỗ mũi luôn, mọi mẹ. Mọi người nhìn vậy thôi nhá. Nhưng mà những cái bữa video anh em mình làm ấy, toàn những cái món ngon này, nhưng thật sự là đa số là anh em mình được cho qua. Với lại ở đây anh em mình làm thủy sản, đất vùng đất chỗ anh em mình đây là thủy sản rồi, thế nên là những cái nào về nó khá là rẻ, chứ không phải là anh em mình làm nhiều tiền mà ăn sang đâu nhá. Chứ không người xem video cứ nghĩ anh em mình lắm tiền lại cứ đua nhau đi nước ngoài chết đấy. Thật sự đằng sau những cái bữa này là bốc vác sức mặt đấy mọi người ạ. Rồi thì bây giờ mình làm con sò điệp chiên mắt nhỉ. Mời tất cả mọi người. Phát ngọt mùi. Ngon đấy. Ngọt. Ngoài nó ngọt nhỉ. Ăn ở Việt Nam cũng biết rồi, còn cái loại này cực kỳ ngọt. Nói chung là mặn. Ở Việt Nam cái loại này đã mặn rồi, chứ không nói cái loại to như con này. Thật sự những con Việt Nam ăn toàn những con bàn tay này nói ơi. Là... theo anh nghĩ thì con này Việt Nam nhiêu tiền? Anh nghĩ chắc không biết có không. Con này mà được để vào thành hai bàn tay được thấy vậy thôi, để sau này về Việt Nam đem về bỏ tu kiến. Em mang hoa vội này. Để em mang vỏ về em bỏ tu kiến. Được. Ăn đi Thảo, ăn nướng đi nào. Quang chưa ăn rán, ăn rán rồi hả? Tôi rán qua thôi, ăn đi. Tôi ăn miếng. Ngon. Tôi ăn này. Ngon á. Ăn đi củ, ăn của Tây nhỉ. Xé. Lấy dao cắt không? Ăn hết cả miếng. Mmm.
ngập miệng đã này. Ngứa mũi thằng thằng không nhỉ. Ở nhà anh không ăn cái mùi tạt bao giờ thì ăn kiểu dưa muối chưa được chua kỹ ấy, thì nó thằng thằng mũi chưa sang đây này ăn cá sống với ăn mùi tạt. Sang đây mới là lần đầu tiên ăn, xong rồi biết ăn thành quen. Thường thường ở bên Việt Nam mình mà ăn đồ sống này kia là làm nước mắm cay đó. Không chanh các kiểu ấy. Bạn chanh tập chí quá. Rồi nhé. Thôi video này anh em mình làm đến đây nhé mọi người. Cho Hảo review ít hải sản nổi tiếng ở đây. Bây giờ còn ít này thôi tắt đi cho coi phim ăn chứ. Ăn nước chảy bọt. Mà khéo nước bọt no rồi. Không phải ăn đâu. Nếu nhà mọi người thấy video này hay thì hãy cho anh em mình một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhé. Hẹn gặp lại các mọi người ở các video tiếp theo. Chào mọi người nha. Nhanh đi tôi ăn nào.